Xin chào anh em đã quay trở lại với K9 nhá. Được rồi, video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về chiếc Mower Pressure. Và như anh em đã biết thì chiếc xe này hiện tại đang ở trong loot tweet tháng này, cái loot của Halloween ấy. Thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình do anh em đang muốn loot tweet và nó cũng đang giảm giá mà anh em. Đấy. Thì thực sự mình nói thật với anh em luôn là đây là một trong những chiếc xe mà mình đánh giá không hề cao của Tăng Đức một chút nào. Có khi mình còn đánh giá còn kém hơn cả chiếc VK7501. Vì sao? Thì anh em thấy rằng với ngoại hình thân hình của chiếc mình hay gọi việc gọi cái tên thân thuộc là mau chiên bơ hay là bức tường bức lin, tùy anh em gọi nhé. Thôi mình gọi là mau chiên bơ cho nó tiếng Việt một chút. Thì anh em thấy rằng chiếc mau của chúng ta rất là to và cồng kềnh. Nó có thể thuộc dạng là to nhất cấp 8. Nếu mà so kèo với chiếc Oho, mình nghĩ chiếc xe này vẫn còn to cả Oho, to hơn cả chiếc VK100. Đấy. Thì anh em thấy rằng ấy là thân hình của chiếc xe này nó được có một cái thân rất là giống chiếc mau chen cấp 9, và cái tháp pháo nó cũng kiểu lai tạp giữa tháp pháo của mau và tháp pháo của VK100. Đấy. Tháp pháo của mau thì nó dựng đứng hơn chứ nó không vắt xuôi sang hai bên, và tháp pháo của VK và tháp pháo của mau chen thì có thêm cái cục U trên này. Mình có thể nói với anh em luôn là đây là một trong những cái tháp pháo rất là to và cồng kềnh. Tháp pháo của Mauchen còn không to như thế này, tháp pháo của VK100 nó còn thon gọn hơn. Vì vậy, đồng nghĩa việc chiếc xe này sẽ bị địch bắn rất là rát nếu chúng ta ở đồng không mông quạnh, hoặc là lộ thân ra một cái là cũng sẽ dễ bị bắn thôi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái thông số của chiếc xe này nha anh em. Được rồi, mình sẽ đi nhanh thôi bởi vì mình không muốn đánh giá quá là cao chiếc xe này. Đấy, mình sẽ đi nhanh nhá. Rồi, cho vào so sánh ra. Điều chỉnh này. Đấy, tháo hết đồ ra nhá anh em. Rồi. Đây. Rồi, tháo hết nhá. Rồi, chỉ để lại kíp lái 100% thôi. Được rồi, như anh em thấy thì chiếc xe này sở hữu cho mình khẩu pháo 12,8 cm, một khẩu pháo khá là truyền thống của Tăng Đức ở cấp 8. Đấy, như là chiếc VK100 ấy cũng là khẩu pháo 12,8 cm. Hình như là vậy, mình nhớ là khẩu pháo 12,8 cm. Chưa, quên. Đây. 12,8 cm. Đấy, anh em thấy rằng đây, nó đây. Một điều nữa là chiếc mau chiên bơ này của chúng ta nó là chiếc VK16801 nhé. Nhưng có một cái điều khá là thú vị là chiếc mau chiên bơ này ra trước chiếc VK16801. Bởi vì chiếc xe này nó ra dùng để bán, chủ yếu là bán cái skin ấy, nghĩa là bán cái camo không thay thế được ấy, có từ Berlin rồi mấy cái xe đạp nó gắn lên trên xe ấy, kiểu như vậy anh em ạ. Đấy, chứ sau này thì nó mới ra con gốc không có thể thay được camo, đó chính là 168. Rồi quay trở lại với thông số thì con là 440, sụn xuyên trung bình 220, một con số khá là ổn định. Và anh em thấy rằng là quá trình nạp đạn là 14,38, một cái quá trình nạp đạn khá là ổn định, bởi vì đây là chiếc xe có sát thương 440 mà nó ngang tầm với lại những chiếc xe như là Defender hay là 50TB, nhưng 50TB vẫn loát nhanh hơn một chút. Đấy. Rồi về tốc độ quay tháp pháo 15,64, quá là chậm, và hạ nọc trừ 8. Thực ra hạ nọc trừ 8 trên chiếc xe này nó chả ăn nhập gì đâu, bởi vì nó to xác mà anh em to cao thì cũng thế thôi. Thời gian ngắm 2,58 và phân tán 0,38, đây là con số khá là bình thường của khẩu pháo 12,8 cm. Sát thương trung bình dưới 2000, mình không đánh giá cao. Sức kháng cự 1007, đây là một con số sức kháng cự khá là cao so với lại tăng hạng nặng, nhưng mà nó thuộc về tuýp tấn công cho nên mình không quá ấn tượng. Giá mà 1750 thì cũng khá là ngon đấy, nhưng mà thôi 1700 thì mình chấp nhận. Giáp thân 180, 130, 100. Giáp tác pháo 230, 160, 100. Wow. Cái thông số này khá là ghê gớm với một con xe cấp 8 ấy, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ xem qua model nhá thì xem nó có ghê gớm không. Được rồi, về trọng lượng 168 tấn. Wow, công suất động cơ 1600 nhưng công suất riêng chỉ có 9,52 thôi, do trọng lượng xe rất là cao, rất là lớn. Tốc độ tối đa chỉ có 20 và tốc độ lùi 15, đây là con số mà ngang bằng với chiếc VK100. Tốc độ xoay cũng là 18,77 thôi, rất là chậm. Nói còn lại các thông số khác thì có một cái tầm nhìn là 400. Theo mình nghĩ tầm nhìn 400 để nó khắc phục được cái việc là chúng ta đi chậm ấy, chúng ta không thể nào mà có thể tự soi tự bắn được, thì không thể chạy nhanh để tìm vị trí được, thì nó cho chúng ta cái tầm nhìn 400 này để đề phòng chúng ta đang đi giữa đồng không mông quạnh thì địch bắn thì chúng ta còn soi được một chút, còn không thì chịu. Đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với model chiếc xe này nhá. Xe tăng này được gắn cho mắt hạn nặng tấn công. Cái này thì dễ hiểu thôi mà anh em. Giáp dày rồi hiệu quả súng rồi chặn tiến đà tiến công của địch, nhưng mà mình thấy rằng nó cũng bình thường. Rồi chúng ta sẽ sang model. Anh em thấy rằng là một vài thông số khác như là phân tán khi di chuyển, xoay xe và xoay tháp là 0,25, 0,25 và 0,18. Đây là một con số khá là lớn, khá là to. Thực sự là mình không hề thích chút nào. Đấy.
Rồi về model của chiếc xe này, anh em khi chúng ta đối diện trực diện các điểm va chạm chiếc xe này rất là ít điểm xanh. Anh em thấy rằng khá là ít điểm xanh. Đấy. Nhưng khi chúng ta sang line thì đây. Đây là những điểm yếu chết người của chiếc Mountain. Thứ nhất, gầm, cái này thì không nói năng gì rồi, gầm là một trong những cái điểm yếu khá là phổ biến của game World of Tanks. Một cái vị trí súng máy yếu, quá yếu. Mình nói thật với anh em luôn, mình không hiểu tại sao quân mình làm quả cái vị trí súng máy này này làm cái gì, thà để hết bình thường thì cho rồi. Bây giờ cái vị trí súng máy này nó còn yếu hơn cả vị trí súng máy của chiếc VK7501 với của chiếc Tiger. Mình nói thật với anh em luôn. Yếu vai luôn, cấp 7 có thể đục được nhá. Cấp 7 có thể đục được cái vị trí này cả cái đứng trực diện. Thêm một điểm nữa, cục U của chiếc VK16801 này yếu quá yếu luôn. Yếu hơn cả cục U của chiếc VK100, mình không thể nào hiểu nổi. Thật sự luôn, cả cái má này nhá. Cái má này anh em có đứng trực diện đi nữa nó cũng chỉ 230 mm thôi. Đạn vàng gấp 8 đã xuyên được rồi. Cấp 9 không cần lót đạn vàng cũng thể xuyên, và cấp 10 đảm bảo luôn là bắn đạn thường xuyên hết. Mình nói thật với anh em luôn, chiếc VK168 ấy, cả kể anh em nghiêng xe đi một chút ấy, thì cái má này rất rất là to, anh em vẫn hoàn toàn có thể đục được nếu anh em lót đạn vàng anh em ạ. Nhưng nếu mà chúng ta sight grip thì cũng có vẻ là hiệu quả đấy, bởi vì thân của nó là 130 mà. Thân hai bên 130 chúng ta có vẻ là hiệu quả đấy, nhưng mà mình nói thật với anh em luôn nhá. Ở ở cái xe vừa này chả giáp giáp nó cũng chả chả còn hiệu quả nữa, bởi vì khi anh em sight grip nó đấm thẳng vào cục U còn hơn là đấm thẳng vào đây. Đấy. Chúng ta có thể nhảy sang chiếc VK100 để có thể thấy rằng sự khác biệt của chiếc xe này với chiếc xe cây công nghệ là như thế nào. Đây, chiếc VK của chúng ta, cục U nó còn cứng đến nỗi mà 230 còn chưa xuyên được đây. Trời ạ, mình cứ tưởng nha, đầu tiên mình cứ tưởng là cục U của chiếc VK168 nó sẽ vác nguyên cục U chiếc VK sang, nhưng không, quá yếu, quá yếu. Đến gầm của chiếc VK100 chúng ta còn được lên tới gần 200 mm, đến 200 mm, trong khi đó gầm của chiếc VK168 cũng chỉ đâu đó 100 mấy thôi. Đấy. Cho nên mình nói thật với anh em luôn, anh em còn thích chiếc VK7501, chiếc VK mà đặt tác pháo về đằng sau còn hơn được chiếc xe này. Vì vậy nhá, mình nói đầu video luôn, không nên mua chiếc xe này, cũng không nên mua chiếc xe này để làm nhiệm vụ chặn thiệt hại. Anh em cầm mua chiếc sơ đồ công nghệ VK100 kia còn tốt hơn gấp mấy lần chiếc xe này. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến trận đấu mình bắn trên chiếc xe này nhá. Thực sự là mình chỉ bắn test thôi, mình bắn test thôi, mình chả có cái hứng thú để bắn chiếc xe này đâu. Ok, bây giờ bắt đầu nhé. Được rồi, trận đấu đầu tiên của chúng ta ở map Empire Border, thì anh em thấy rằng trận phòng này là phòng cấp 7, có vẻ như sẽ dễ thở hơn với mình, nhưng mà để xem chiếc xe này sẽ chịu ra sao, hứng chịu thiệt hại ra sao. Mình nói thật với anh em luôn, với cái tốc độ như thế này ấy, thì mình chọn chiếc Lowe còn hơn anh em ạ. Thật, mình nói thật với anh em, nếu mà đi chậm như thế này mình chọn chiếc Lowe hơn, nó còn lên được 30 km/h, hoặc là chiếc VK7501 nó còn hơn 20 km/h. Chứ chiếc xe này thực sự là 20 km/h nó không đủ anh em ạ. Rồi nhưng anh em thấy chiếc Su 101 kèm một pha slap shot và chiếc Su 101 388 thiệt hại, quá là thấp so với lại sát thương 440, quá là thấp luôn. Đấy. Mình định đi qua ấy, nhưng mà thấy Su 100 ở đấy là thôi mình không đi qua nữa. Và anh em thấy rằng chiếc E75TS bên nội bạn đã lên đồi rồi, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ cố gắng hun đao bắn xuống. Rồi, đây là cơ hội của mình để có thể bắn vào gầm chiếc E75TS. Rồi, bắn vào cục đá rồi. Với cái phân tán 0.38 và cái thời gian ngắm 2.8 mấy mấy đấy, thì mình cũng không có gọi là hy vọng gì vào cái việc bắn xa của chiếc xe này cả. Cộng thêm cái độ phân tán hơn 0.2 đấy thì chà. Thôi, bắn gần rồi. Isu. Rồi, 486, một pha lẩy đam khá là tốt. Đấy. Thực sự thì lẩy đam mà tăng đức ấy, nó cứ kiểu phát được phát không, phát được phát không, nó không được duy trì tăng liên xô kiểu như vậy. Rồi mình đang cố gắng thủ lên một chút để xem có ai còn định nhô ra không, bởi vì mình rất là muốn sang cái vị trí G2 kia kìa anh em ạ. Vị trí G1 G2 ấy là một vị trí giao tranh của tăng hạng nặng. Trận đấu này cũng không có pháo tự hành nữa, là mình rất là muốn sang bên đấy, thế là mình đang muốn check ấy. Rồi nhưng anh em thấy thì mình đang muốn check check hàng một chút để mình có thể chạy sang bên kia. Nếu mà mình không check hàng ấy, có khả năng cao mình đi qua cái vị trí này, bởi vì mình đi rất là chậm mà. Nếu mà mình đi qua vị trí này mình phải mất khoảng 10 giây đến đến hơn 10 giây mới đi qua chỗ này. Thì anh em biết rằng là Isuzu nó bắn một phát thì mình mất lửa cây, E75 bắn một phát nữa chắc mình tàn tạ, cho nên là mình đang cố gắng check một lúc nữa để mình sang bên kia, bởi vì bên kia kìa. Bên kia đội đội địch khá là đông người và mình cũng rất là muốn sang bên đấy để có thể hỗ trợ đồng đội. Có một điều nữa là chiếc Bolas bên mình đang tấn công trong đấy là cũng khá là ảo đấy. Mình không hiểu tại sao Bolas bên mình lại chạy sang bên đấy. Khả năng cao anh ta muốn đánh nhau tầm gần. Rồi, như anh em thấy thì đúng như vậy. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chạy qua anh em ạ, bởi vì mình rất là muốn sang bên kia.
Và bây giờ chắc chắn mình sẽ hứng chịu một thiệt hại của E-15TS bởi vì anh ta vẫn ở đây. Rồi đúng vậy thôi, không thể nào tránh được bởi vì mình đi rất là chậm, không thể nào tránh được luôn. Rồi bây giờ mình đang cố gắng tấn công cái vị trí G1, G2. King Tiger bay màu luôn. Rồi Emu bên đội bạn cũng đã bay màu. Bây giờ bên đội bạn chỉ còn toàn cấp 7 thôi, khả năng cao sẽ dễ dàng hơn đối với mình. À, anh em có thấy rằng là đây cái camo kiểu như camo 3D không thay thế được ấy, thì nó có thêm một vài cái xe đạp, rồi những cái phụ kiện, rồi những cái hình ảnh Berlin, những cái sơn xe các kiểu này. Còn lại chiếc VK168 thường ấy thì nó không có thì phải, mình nhớ là nó không có. Và chúng ta sẽ có thể thay được camo, còn chiếc xe này không hề thay được camo. Đấy, nó có sẵn trong này rồi, giống như chiếc Defender hay chiếc Guard hay là chiếc BZ58 đấy, kiểu như vậy. Rồi, bây giờ sẽ là cơ hội của mình để có thể tấn công chiếc Black Green. Rồi một phát bắn vào chiếc Black Green, chỉ có 366 thiệt hại thôi, quá là kém. Và chiếc Black Green vừa bắn xuyên mình ạ, bằng đạn vàng. Đây, anh ta bắn xuyên mình vào cái đoạn này này anh em ạ. Đây là cái đoạn của mình đang chỉ ấy. Thêm một viên đạn nữa, 398. Trời ơi, sao dưới 440 nhiều thế. Thề mình cầm Defender mình không bao giờ mình dưới nhiều như này đâu. 412, lại một phát nữa dưới 440. Vâng, như anh em thấy thì chiếc E75TS anh ta đã chạy xuống dưới này rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội của mình để bắn chiếc E75TS. Thêm một viên đạn nữa, 460. Và anh em thấy rằng Black Green đã bắn xuyên mình. Thêm một viên nữa, mình không hiểu là anh ta bắn xuyên ở đâu. Ồ, nhưng mà trước E75TS thì lại bắn trượt, thế với hài chứ. Ok, thêm một pha bắn hơi tệ đến thứ với mình khi mà mình không ngắm vào phần thân của chiếc Black Green mà lại bắn vào phần tắp pháo khá là dày của anh ta. Một phát hơi tệ đến từ phía mình. Mình phát vừa rồi hình như mình bắn vào xác xe của chiếc Chiri thì phải, cho nên là mình không may bắn trượt. Tại sao mình không side grip ở vị trí này? Bởi vì ấy, vị trí này khá là khó để mình side grip khi mà cái đoạn này nó vướng cục đá này. Mà nếu mình side grip ở đây thì lại vướng đồng đội. Đồng đội mình đang bắn cho nên mình không muốn side grip ở đây. Được rồi, bây giờ sẽ là cơ hội của mình để ra kết liễu chiếc E75TS. Rồi, 364, không tiêu diệt được anh ta. Phát vừa rồi mà lấy đam cao thì anh ta đã bay màu rồi. Anh em ạ, thực sự luôn, phát vừa rồi lấy đam thì bay màu rồi. Và mình cũng đã chịu thêm một phát đạn vàng nữa từ anh ta. Trận đấu này thì kết thúc cũng khá là lâu anh em ạ, tận hết giờ cơ. Bởi vì bên mình hòa, tại vì bên cánh 89 thua. Và bên mình cũng không đẩy được ở cánh 1-2, cánh Nai Kai này, cánh K ấy. Bởi vì bên đội bạn thủ chiếc Isu và chiếc Su-30 khá là tốt. Cho nên là trong trận đấu này về cuối thì mình bắn được thêm 2 viên đạn nữa, là nâng tổng số thiệt hại của mình lên 4K anh em nhá. Còn lại mình chặn trận đấu này cũng chỉ được có mấy thôi. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc cái trận đấu này, video cái đoạn này ở đây nhá. Trận đấu tiếp theo ở map Westfield thì anh em biết rằng trận đấu này một trong những cái bản đồ này, một trong những cái bản đồ khá là đồng không mông quạnh. Và khả năng cao là mình làm mồi cho kẻ địch khá là nhiều. Nhưng mà thôi, hiện tại thì khởi động trận đấu mình đánh ở cánh 1-2. Cái cánh này thì cũng dành cho tăng tạng nặng đấm nhau thôi, cho nên là cũng không có gọi là quá là bị bắn nhiều thôi. Nhưng mà tí nữa đến cái đoạn tấn công cuối cơ thì mình mới bị khá là nhiều kẻ địch bắn. Được rồi, như anh em thấy thì đây là một vị trí khá là tốt cho khởi đầu trận đấu cho tăng hạng nặng. Và trước 703, anh ta đã mắc sai lầm khi đi ngang thân như thế và mình đã bắt được anh ta luôn ở vị trí này. Bây giờ mình sẽ cố gắng bắn anh ta thêm một viên đạn nữa. Ok luôn, 387, lại một pha nảy đam. Hai phát vừa rồi đều dưới 440 nha anh em. Rồi, chiếc 703 cũng đã chuẩn bị bay màu rồi. Ây chà, vẫn chưa bay anh em ạ. Rồi, một pha bắn vào cục U chứ KV4 không xuyên. KV4 thì dạo này được bút cục U khá là khỏe rồi. Và anh em thấy rằng chiếc Tiger 2 anh ta đang mắc sai lầm khi mà đi cái kiểu đấy. Một pha chặt xích vào chiếc Tiger 2, 498 thiệt hại. Anh ta hỏng hai đồ, chắc là hỏng xích với lại hỏng động cơ đấy, mình nghĩ là như thế. Rồi, đây là cơ hội của mình để kết liễu chiếc Tiger khi mà anh ta đang stop. Tháp pháo stop, nòng... À đâu, lòng cũng mắc rồi chứ, nòng mắc rồi nhưng mà tháp pháo stop. Rồi, khởi động trận đấu, bắn được 1.300 thiệt hại. Và bây giờ sẽ là cơ hội của mình để ra bắn chiếc KV4. Một phát ngang tháp pháo của KV4 xuyên, tất nhiên là xuyên rồi, 464 thiệt hại. Và chiếc KV3 của đội mình đang tấn công. Úi dồi, KV5 khổ báo quá.
Ôi, K15 hổ báo quá nhờ. Anh ta đang tấn công chiếc Ebu và bây giờ mình phải hỗ trợ anh ta bởi vì pháo chúng tăng đội địch chưa lộ nhá. Pháo chúng tăng của đội địch chưa chưa thấy ai. Bài KV5 đã tấn công như thế thì đấy, Isu bắn bay màu luôn. Rồi, như anh em thấy thì mình đã bắn đứng ở trên cao và bắn trúng chiếc Ebu, rất khá là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ cố gắng bắn chiếc Isu. Mình sẽ bắn mù viên này. Úi rồi, sau khi mình bắn mù thì chiếc Isu mới lộ sai. Khá là đen. Hơi đen. Trên đấy chắc là cũng còn hai kẻ địch nữa anh em ạ, bởi vì pháo chúng tăng đội địch vẫn còn chiếc Su-30 và chiếc scope chưa lộ. Rồi, một pha cẩu đạn qua người chiếc Isu. Chiếc xe này bắn xa thì cũng khá là tệ rồi nên là mình cũng không có nói năng gì nhiều. Rồi, như anh em thấy chiếc Su-30. Rồi, 429, lại một phát nữa dưới 440. Rồi, chiếc Scorpion. Bây giờ mình sẽ cố gắng ngắm chiếc Scorpion. Ok, một pha căn đạn hơi tệ. Rồi, như anh em thấy thì chiếc Scorpion cũng chuẩn bị bay màu. Và chiếc Isu, anh ta còn nguyên máu, anh ta đang xông lên để bắn chiếc Renegade. Vì thế mình sẽ phải lùi lại để bắn chiếc Isu. Yeah, một pha lấy đam khá là cao, 487. Thực sự thì mình nói thật, cái lối chơi chiếc mau chiến bơ này nó không khác gì những chiếc xe tăng hạng loại tấn công đơn thuần, thuần túy. Kiểu như là đánh cận chiến rồi thì chặn thiệt hại rồi thì đỡ đỡ đòn cho đồng đội, kiểu như vậy thôi. Chứ chiếc xe này mà kiểu như là đi một mình ấy, chắc chắn là anh em sẽ bay màu thôi. Xoay xe thì chậm, xoay tắp pháo thì chậm, loát đạn thì lâu, số máu cũng cao đấy, nhưng mà giáp thì cũng không phải là quá là khỏe đâu. Nhìn thông số giáp nó đúng là cứng vậy đấy, nhưng mà chuẩn bị này. Một loạt đạn hit bắn vỡ mồm mình. À, mình quên không nói với anh em là khác với chiếc VK100 ở trong sơ đồ công nghệ là còn giáp váy nhá. Giáp váy của chiếc VK còn chống được đạn hit, nhưng giáp của chiếc mau chiến bơ này không có chống được nhiều đạn hit anh em ạ. Mình nói thật với anh em luôn. Rồi, chiếc Renegade đã bị lộ sai rồi. Là cao anh ta bay màu, đúng vậy, anh ta bay màu. Và chắc chắn rằng mình cũng đã lộ luôn. Bây giờ mình phải lùi lại ngay để phòng kẻ địch bắn bắn xuyên mình. Thực sự tí đó có một pha quyết định khá là sai lầm của mình anh em ạ. Có một cái quyết định ở đây này. Đồng đội của mình đang áp vào hướng tấn công cánh 89 ở bên phải ấy, cho nên là mình muốn dụ địch sang bên trái để đồng đội bên mình có thể rảnh tay tấn công bên kia, cho nên là mình đã đi một mình sang bên này anh em ạ. Nếu mà mình quyết định đúng đắn hơn thì mình có thể đi cùng đồng đội để tấn công từng cánh một, nhưng mà mình đã có một cái quyết định không biết là sai lầm hay là đúng đắn nữa, nhưng mà theo mình là sai lầm. Mình muốn dụ địch bắn về hướng này để có đồng đội của mình đang tấn công nhờ chiếc Su-30 kìa. Anh ta đang tấn công cánh bên này cánh bên kia cùng đồng đội như chiếc Lorin hay là T26, cho nên là mình đã dụ địch bắn về hướng này. Đấy, như anh em thấy chiếc Z53, chiếc Bo đang bắn về hướng mình. Đây là một cái dấu hiệu tốt khi mà địch đang chú ý tới mình. Rồi, thêm một phát đạn bắn trúng chiếc Vodas 428. Và anh em thấy rằng là chiếc xe anh ta bắn đạn hit xuyên hai phát của mình. Và thêm một phát đạn hit nữa bắn vào phần manlet xuyên anh em ạ. Ôi trời ơi, anh em hiểu. Thôi mình chịu. Đến manlet còn không chịu được đạn hit thì... Đấy, như anh em thấy thì phát vừa rồi mình đã hứng chịu mất lửa cái máu cho chiếc Su-130 bên mình tấn công. Mà áp sát được cái đồi bên đấy khá là dễ dàng. Rồi, nhưng em thấy mình đã đổi sang đạn ABCR để có thể bắn chuẩn hơn. Rồi, hình như mình vẫn bị lộ sai anh em ạ. Mình vẫn bị lộ sai nhá. Cho nên mình đang cố gắng sai grip, đang cố gắng nghiêng xe để có thể là hứng chịu đạn. Rồi, chiếc Z53, anh ta đây rồi. Ôi dồi ôi, một phát bắn vào phần xích của chiếc Z53. Thế mà đồng đội mình vẫn chưa ai bắn chiếc Z53 trong khi mình bắn phần xích của anh ta rồi. Rồi, có vẻ như anh ta đã mất phát hiện rồi. Hơi đen anh em ạ. Đấy, anh em thấy rằng là chiếc xe bắn xa thực sự rất là kém đấy anh em nhé. Thực sự rất là kém đấy. Phải ngắm kỹ đến mấy đi. Rồi, chiếc Boras, anh ta lót đạn vàng và đã bắn xuyên mình. Hơi đen. Thêm một viên đạn hit nữa từ xa bắn xuyên tắp pháo của mình. Một cái tắp pháo quá cồng kềnh. Và bây giờ mình chỉ còn 198 máu thôi. Và cái phương án mà dụ địch bắn về đây nó không hiệu quả khi mà đồng đội bên mình không có ai dám tấn công bên cánh bên kia cả. Và bây giờ mình phải chống chịu một mình ở đây khi mà chỉ còn 198 máu thôi. Nếu mà chiếc Boras mà bắn xuyên mình phát này thì có thể là mình sẽ bay màu anh em ạ. Thực sự luôn. Rồi, mình vẫn bị lộ sai. Đấy là một cái điều không hề tốt khi mà tăng hạng nặng đối đầu với chiếc Boras. Anh em thấy rằng là bên kia, bên địch đang tấn công chiếc Su-30, bởi vì chiếc Su-30 khá là nguy hiểm. Và rồi ok, chiếc Super Bursing đã bay màu và chiếc Lorry và chiếc T26E4 bên mình cũng đã bay màu lốt rồi. Thế nó mới đen anh em ạ.
Rồi, nhưng em thấy thì hiện tại mình đang cố gắng chống chịu trước Boras đang bắn về hướng mình. Thực sự thì mình cũng quyết định này không biết là có đúng hay không, nhưng mà ok, một phát đạn 432 và không lẩy đam cao để tiêu diệt chiếc Boras. Thực sự luôn quá là chán. Và chuẩn bị mình sẽ bay màu đây các bạn. Tí nữa mình sẽ bị chiếc Boras bắn đạn vàng và bắn xuyên. Anh em thấy rằng là đạn vàng cấp 8 đều bắn xuyên được chiếc xe này hết thôi. Khá là đen anh em ạ. Giáp chiếc xe này thua chiếc VK100. Mình không hiểu vì sao mình nạp ra một chiếc xe và thua cả cây công nghệ, trong khi đó là MM+2. Chí ít phải bằng chiếc xe cây công nghệ anh em nhé, chí ít phải bằng chiếc xe cây công nghệ. Rồi, chiếc Lan Sense đã tấn công một cách mù quáng và anh ta đã bay màu. Và chuẩn bị mình cũng bay màu luôn, thì mình tua nhanh cho anh em. Chuẩn bị bay màu này. Rồi, thì anh em thấy thì đạn vàng của chiếc Boras Square có thể anh ta đã ngắm. Đây là mình đã che gầm rồi nhá. Mình che gầm rồi và mình giơ khẩu súng, khẩu pháo của mình lên để chắn cái cục U rồi. Nhưng khả năng cao là anh ta bắn, một là anh ta bắn thẳng trực diện với tháp pháo, hai là anh ta ngắm đúng cục U của mình. Đấy, còn lại là mình che gầm rồi anh em nhé. Mình che gầm rồi và mình cũng che các thứ rồi, cho nên khả năng cao anh ta bắn trúng cục U. Nếu mà là cục U của chiếc VK100 trong tình huống này, chắc chắn rằng mình sẽ không bị xuyên đâu. Và tháp pháo của chiếc V100 nữa đi, chiếc tháp pháo của V100, chiếc VK100 nó khá là thon gọn và mình khả năng cao là mình sẽ không bị bắn xuyên. Đấy, không bị bắn xuyên. Ở trận đấu này thì mình thắng nhá anh em. Chốt lại một điều thì mình thực sự không hề thích chiếc mau chiên bơ này một chút nào, và cả kể vào tay những anh em yếu ấy, hoặc là mới chơi ấy, hoặc là anh em muốn chặn thiệt hại ấy. Chắc chắn rằng chiếc xe này không hề, không phải là một cái phương án tốt để chúng ta mua về chặn thiệt hại đâu. Chốt lại ấy, mình có thể đánh giá luôn, đây là một chiếc xe mau hay là mau gì đó phiên bản lỗi nhất trong cái game này. Thật sự luôn, nó không thực sự là quá dày như là chiếc mau cấp 9 hay mau cấp 10. Tất nhiên mình biết rồi, mình biết rằng ấy, chiếc xe này nó là cấp 8 mà. Ngôi mình phải cân bằng lại cho nó phù hợp với lại cái phòng cấp 8. Nhưng mà VK100 nó còn khỏe hơn. Có khi mình nói thật với anh em luôn nhé, thân của chiếc VK7501 còn ok hơn chiếc xe này. Hoặc là tháp pháo của chiếc Lowe còn tốt hơn cả tháp pháo của chiếc xe này. Mình nói thật luôn đấy anh em, mình nói thật luôn. Xe thì cồng kềnh to đùng, máu thì cũng không phải, máu bây giờ cũng bị rút khá là nhanh thôi. Giáp thì bị đục, tốc độ thì chậm, và khẩu pháo thì cũng không phải là đáng tin cậy. Thực sự luôn, khẩu pháo này không hề đáng tin cậy. Thiệt hại thì lấy đam toàn kém, rồi thì bắn xa thì toàn lệch. Nói chung là bắn gần thì cũng tàn tạm thôi. Nhưng mà mình nói thật với anh em, một cái cục U to đùng như thế này để trước cái phần thân không khác gì ông ơi bắn vào đây hộ tôi đi. Về số bạc thì mình nói thật với anh em luôn là bạc chiếc xe này kiếm về nó cũng không phải là có ấn tượng đâu. Mình cũng không cân bằng về số bạc lắm. Trận đấu này thì mình bắn được hạng 1 thôi. Đấy, bắn được 3K7 thiệt hại. Đấy. Và số bạc kiếm về là, đây là mình có cả đam hỗ trợ, thiệt hại hỗ trợ mới lên được 116.000 nhá. Đấy, thực sự nếu mà chiếc xe này kiếm bạc vẫn, anh em có thể vẫn mua về thôi, nhưng mà tùy anh em quyết định thế nào. Ở trận map Empire Border thì cũng thảm tạm, nó cũng không phải là quá là xuất sắc. Đấy, mình bắn chỉ có hơn 100 thôi. Nói chung là 4.000 thiệt hại này là hơn 100 bạc là đúng rồi, ở cấp 8 là chuẩn rồi. Đấy, nói chung là tùy anh em nhá, tùy anh em. Nếu thật anh em muốn mua chiếc xe này về để sưu tầm hay là về cày bạc thì cũng được thôi, nó vì nó đang giảm giá mà. Bởi vì ở trong loot tuyết nó sẽ giảm giá 15%. Nhưng mà anh em có nhiều lựa chọn khác hơn, như là chiếc E75TS thì hình như vẫn đang bán à, hay là kết thúc rồi mình không biết. Hình như kết thúc rồi, chiếc E75TS kết thúc rồi. Chiếc Lowe thì trong này vẫn đang bán đây với giá 11.000, nhưng mà khá là đắt anh em ạ. Thực sự là khá là đắt. Nếu anh em có coupon giảm giá thì mua Lowe cũng được. Đấy, còn không nhá, nếu muốn làm nhiệm vụ chặn đam nhá, VK101 thẳng tiến. Mỗi vậy thôi anh em nhá. Nhìn này, tháp pháo này, tháp pháo nhỏ gọn 230 vậy thôi, cục U quá, cục U dày hơn này, thân hình nhỏ gọn hơn này, có giáp váy khá là ok này, rồi thì tháp pháo dày hơn đấy, hình như là khẩu súng còn đáng tin cậy hơn thì phải. Mình nhớ khẩu pháo này còn có độ ổn định tốt hơn, à không, nó cũng ngang bằng nhau thôi. Nhưng mà nói chung là chiếc VK này nó còn kiểu như là nó thuộc hàng là cân bằng ấy. Nó cân, chiếc xe rất là cân, nó không bị về quá sau hay là nuôi về quá trước, và chúng ta cảm giác là nó khá là cho chúng ta một cảm giác an toàn. Đấy, kiểu như vậy. Được rồi, đó chính là video ngày hôm nay của chúng ta về chiếc mau chiên bơ. Vâng, mau chiên bơ hay bức tường Berlin thì tùy anh em nhé. Đấy, ok, nếu anh em có ý kiến gì về chiếc xe này thì đừng quên bình luận phía dưới. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.